Đối với ngành đường sắt, các hành khách đã mua vé trong thời gian từ ngày 2 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2 có nhu cầu đổi trả vé cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa. Theo đó, hành khách có thể lựa chọn hai phương án như sau. Thứ nhất, bảo lưu vé trong thời gian 1 năm kể từ ngày khởi hành in trên vé. Trong trường hợp hành khách có nhu cầu thay đổi thời gian và hành trình đi tàu sẽ được miễn phí chuyển đổi hành trình, chỉ trả chênh lệch giá vé nếu có. Thứ hai, đối với hành khách có nhu cầu trả vé, ngành đường sắt sẽ thực hiện hoàn tiền cho hành khách sau 90 ngày kể từ ngày trả vé. Hành khách thực hiện việc bảo lưu trả vé tại các nhà ga hoặc trả vé online qua website dsvn.vn ít nhất trước 24 giờ so với giờ khởi hành. Việc hỗ trợ chỉ áp dụng một lần đối với một vé.